Xin chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 9 năm 2018. Hơn 500 đoàn viên thanh niên đã tham dự hội thảo Thanh niên với hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp do Ủy ban Nhân dân quận 3 phối hợp cùng Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tại hội thảo, ngoài việc được nghe các chuyên gia chia sẻ về hiện trạng hoạt động khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, phương pháp tư duy khởi nghiệp tinh gọn và thực tế áp dụng phương pháp tư duy đó tại một số doanh nghiệp, các bạn đoàn viên thanh niên cũng được giao lưu, trao đổi, giải đáp những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, lập nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo các chuyên gia, trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, thanh niên có thêm nhiều cơ hội khởi nghiệp, vươn mình ra thế giới. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những khó khăn, thách thức, đòi hỏi các bạn trẻ sự sáng tạo, chủ động trang bị kỹ năng nghề, trình độ ngoại ngữ để có thể khởi nghiệp thành công.